Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề: Chuẩn bị gì cho trẻ bị suyễn su xuân? Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang tới gần, chắc hẳn các bậc phụ huynh đang lên kế hoạch cho các chuyến du lịch dài ngày cho cả gia đình. Đối với gia đình có các cháu nhỏ bị suyễn thì làm sao cho các cháu du xuân an toàn và vui vẻ là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Trong trường hợp này, các bậc cha mẹ cần biết làm gì để cả nhà có chuyến du xuân tràn ngập niềm vui. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin dưới đây. Chuẩn bị trước khi đi, nên đưa bé đi khám bác sĩ để bảo đảm bệnh xuyễn đang được kiểm soát, có toa thuốc phòng ngừa, cắt cơn, được hướng dẫn cách xử trí khi lên cơn, được hướng dẫn lại cách sử dụng dụng cụ hít, khí dung, được tư vấn về các tác động có thể có và cơ sở y tế nơi đến. Cần chuẩn bị để mang theo những thứ sau, toa thuốc, hai bản, mang đủ thuốc phòng ngừa và cắt cơn cho cả chuyến đi thuốc để cả trong hành lý sách tay và hành lý ký gửi tốt nhất là dùng dụng cụ hít định liều mdi và bùng đệm máy phun khí dung điện pin và lưu lượng đỉnh kế nếu có nếu mang theo máy phun khí dung cần kiểm tra là máy còn hoạt động tốt và nhớ chuẩn bị cả ủ cắm lẫn phích đổi nếu đi du lịch nước ngoài cần tham khảo trước loại ủ cắm điện phù hợp cũng như pin đầy đủ nếu máy dùng pin <laughs> Trên đường đi, cần mang theo bên mình toa thuốc, thuốc, đặc biệt thuốc cắt cơn, bùng đệm cho bé mặc quần áo thoải mái, đủ ấm. Đi bằng xe, mở máy điều hòa với cửa sổ mở trước ít nhất từ 10 phút. Nếu đường đi nhiều bụi bặm, đóng kín cửa sổ, mở máy điều hòa, chế độ một chiều, tránh người hút thuốc lá, uống đủ nước trên đường đi. Ở nơi đến, tiếp tục dùng thuốc đều đặn theo hướng dẫn, điều chỉnh theo giờ địa phương, luôn luôn mang theo mình thuốc cắt cơn, tránh dị ứng nguyên, yếu tố có thể làm khởi phát cơn, chỗ ở, môi trường, thức ăn, khói thuốc lá, loại hình hoạt động. Nếu cho trẻ ăn thức ăn lạ, không nên cho trẻ ăn nhiều món lạ hoặc số lượng nhiều cùng một lúc và phải lưu ý theo dõi những dấu hiệu bất thường nếu trẻ có tiền sử dị ứng thức ăn. Nên biết địa chỉ, số điện thoại, nơi cấp cứu gần nhất. <laughs> Những điều quan trọng cần biết khi đưa trẻ đi chơi xa. Quan trọng nhất là phụ huynh cần cho trẻ tránh các yếu tố nguy cơ gây khởi phát cơn suyễn, cho trẻ ăn mặc đủ ấm, tránh những nơi có nhiều chất có khả năng gây dị ứng như hoa, cỏ, bụi, lông thú, tránh khói thuốc lá, thận trọng với thức ăn, thức uống dễ gây dị ứng, rửa tay thường xuyên và chủng ngừa đầy đủ trước khi đi. Đối với suyễn gắng sức, ngoài các biện pháp không dùng thuốc nêu trên, cần phòng ngừa bằng thuốc như hít Sanbutamol, Ventolin 10 tới 20 phút trước khi gắng sức. Uống Malecucas Singole 3 giờ trước khi gắng sức. Bên cạnh đó, người nhà cần biết 3 điều quan trọng để xử trí kịp thời khi trẻ lên cơn suyễn. 1. Biết các dấu hiệu trẻ đang lên cơn suyễn. 2. Biết cách dùng thuốc cắt cơn ngay. 3. Biết các dấu hiệu bệnh trở nặng cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay và nơi cần đến. <laughs> sử trí khi trẻ lên cơn suyễn. trẻ sắp lên cơn suyễn sẽ có các dấu hiệu báo trước như ho, khó khè, nặng ngực, khó thở. khi đó phải cho trẻ dùng thuốc cắt cơn ngay. không nên dùng thuốc giãn phế quản dạng uống mà nên dùng thuốc giãn phế quản dạng hít, dụng cụ hít định liều, máy phun khí dung, vì có tác dụng nhanh trong vòng vài phút, mạnh và ít tác dụng phụ so với thuốc uống. cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay khi dùng thuốc cắt cơn không hiệu quả, hay chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn hoặc vẫn còn thở nhanh, khó thở nói không nổi cánh mũi phập phùng co kéo hõm trên ức thượng đòn cơ ức đòn trũng tím tái sau cùng là người nhà cần tiếp tục dùng thuốc phòng ngừa cho trẻ nếu được bác sĩ chỉ định những trường hợp cần dùng thuốc phòng ngừa là xuyễn không kiểm soát hoặc kiểm soát một phần mỗi tuần bị khó khè ít nhất một lần thức giấc về đêm vì lên cân suyễn trên hai lần một tháng phải dùng thuốc cắt cơn mỗi ngày từng nhập viện vì cơn suyễn nặng có ba cơn suyễn trong vòng một năm qua tùy trường hợp thuốc phòng ngừa sẽ do bác sĩ chỉ định, tư vấn và hướng dẫn cách dùng sau khi thăm khám kỹ. Có thể dùng thuốc uống như Montelukast mỗi tối hoặc dùng corticoid hết. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.